Em chào chị ạ. Chào em. Chị chia sẻ cho em biết về địa chỉ họ tên của chị được không ạ? Chị là Quyền Thị Hường ở khu 8 xã Phú Mỹ, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Tỉnh Phú Thọ. Chị này kể lại quá trình và nguyên nhân chị bị bệnh không ạ? Trước kia là chị cũng bị công việc. Dạ. Nên là bị 3 năm nay rồi. Năm nay là năm thứ tư rồi là bị đi khám là vào thất vị địa đệm và phòng địa đệm. Dạ. Thì là đi về bệnh viện 108. Có kèm thoái hóa không chị? Có kèm thoái hóa. Dạ. Và mổ thất vị địa đệm của N3, N4. Dạ. Thì nhưng mà sang năm nay thì sang tháng 5 năm nay thì bắt đầu lại đau lại và đau sang bên chân khác. Chân khác. Và đi chiếu chụp lại thì bảo là bệnh viện bảo là phòng địa đệm. Phòng địa đệm. Thì đây là uống thuốc nam là của nhà Đông y gia truyền Lại Văn Thoan. Vâng. Em cắt lời chị ạ. Chị này kể lại cơn đau mà. Đau tỉ mỉ và chưa uống thuốc của nhà thuốc chúng em chưa uống thuốc thì đau lắm, đau không đi được. Vâng. Mà nằm không yên. Vâng. Ngủ không ngủ được, ngồi không yên. Vâng. Đi lại nó đi lại không đi đi lại nó còng lưng lại. Còng lưng. Mà nó không đi được bước, tức là nó đau nhói không thể nào đi đi bình thường được. Dạ. Cơn đau có rút xuống chân đúng không? Đau có rút xuống chân theo dọc chân xuống dưới. Vâng. Chủ yếu đau bên hông đằng sau. Vâng, chị có cơ duyên nào mà biết từ nhà thuốc chúng em ạ? Đấy là chị là tò mò là đọc trên mạng. Dạ. Ở YouTube. Dạ. Thấy nhà thuốc Lại Văn Thoan này phỏng vấn nhiều người và tin cậy. Dạ. Thì là chị gọi điện và lấy qua trên mạng. Đúng không mà. Chưa đến nhà thuốc. Dạ. Sau khi đến nhà thuốc chúng em được nhà em điều trị những phương pháp như nào? Thì là đến nhà thuốc thì nhà thuốc cũng cho điều trị là đầu tiên là điều trị 1 tháng. Dạ. Tức là thuốc uống. Vâng. Bằng lá cây và thuốc bó. Thuốc bó. Lá cây cũng là bó. Chị kể thuốc uống và thuốc bó bao nhiêu ngày một thang? Thuốc uống thì 2-3 hôm một thang. Vâng. Còn thuốc bó là 5 ngày một thang. Là 5 ngày thay một thang. Mà một miếng đấy. Một miếng ấy. Chị uống bao nhiêu thang thì bệnh bị giảm ạ? Chị uống đến thang thứ 8 là bệnh chị giảm. Vâng. Hiện nay là đang sang đến tháng thứ 2 là sang đến thang thứ 14. 14. Thì là bệnh là chỉ đỡ được 95%. 95. Chị đi lại và làm việc được bình thường chưa? Đi lại bây giờ là đi lại bình thường rồi. Vâng. Và bê bao cám 25 cân là 5-10 mét và đi được. Đi được. Trước khi chị đi chuyển thuốc chúng em thì cơn đau của chị có âm ỉ vào đêm không ạ? Đau âm ỉ đêm ngày. Vâng. Mà đêm không ngủ được, tức là nhiều đêm không ngủ được. Vâng. Chị quay lưng lại cho em quay vết mổ của chị ạ. Quay lưng lại, quay hẳn lại chị ạ. Quay hẳn lại. Đó. Dạ. Cơ vết đau này, vết mổ này thường thường chưa uống thuốc là rất nhức đúng không chị? Nó không nhức chị, mà... chị quay thì thẳng sâu vào trong, em quay thực tế đấy. Đó, vết mổ của bệnh nhân. Mổ thoát vị đẹp. Phình gì đấy, nồi đẹp. Cái mặt phá cuộc sống rồi, quay lại chị ạ. Sau khi chị mổ được mấy tháng thì bệnh của chị lại tái phát ạ? Mổ được khoảng hơn một năm. Hơn năm lại tái phát. Hơn 1 năm thì bệnh lại tái phát. Cho nay chị điều trị với em là hơn 1 tháng, là khoảng 95% rồi. Đi lại làm việc được bình thường chị ạ. Hôm nay em lên xin hình ảnh của chị về quá trình thực tế điều trị bệnh thoái hóa cột sống, thoát vị đệm và phình nồi đệm của nhà thuốc em. Rồi. Chị có cảm nhận gì và nhà thuốc em điều trị bệnh của chị có nhanh hay hiệu quả như nào ạ? Chị uống chị cảm thấy là chị uống cũng nhiều nơi rồi, cũng nhiều nơi thuốc nam rồi. Dạ. Nhưng uống của em là chị thấy là nhanh tiến chuyển mà bệnh là tiến chuyển rõ ràng. Rõ ràng. Là đỡ 95% mà mới uống đến 15 tháng, chưa đến 2 tháng. Dạ. Sau khi chưa đến nhà thuốc của em thì chị kể lại chị đến viện nào và điều trị ở những nơi đâu? Chị trước là chưa mổ là chị về 108 đấy, xong là mổ luôn. Thì xuống khám xong là họ bảo mổ luôn. Dạ. Xong là mổ xong rồi về thời gian thì được hơn năm đấy, bây giờ đau lại. Đau, đau lại thì cũng đi khám khắp Đoan Hùng rồi là ra xuống Việt Trì, cũng chiếu chụp lại cổng tư. Dạ. Họ bảo là phòng nữ đệ. Chị có điều trị các nơi có hiệu quả không chị? Thì không hiệu quả thì chị mới đọc trong mạng, tìm trong mạng là thấy nhà thuốc này là tin cậy và không quảng cáo nhiều mà chỉ có nguyên để lại cái số điện thoại và tư vấn thôi chứ không có để hình ảnh quảng cáo gì cả và tư vấn những người bệnh thì chị tin cậy thì chị điện qua mạng thì mới thuốc. Hôm nay em lên nhà để trực tiếp xin hình ảnh của chị về quá trình điều trị khỏi căn bệnh thoái hóa cột sống, thoát vị đệm và phình nồi đệm sau mổ thuật nhé. Vâng, em chào chị nhé. Chúc chị đình mọi khỏe nhé. Vâng, em chào chị ạ.